Các thiết chế văn hóa được đầu tư, xây dựng, tạo sự thay đổi đời sống văn hóa cơ sở. Các cấp, các ngành vận động xây dựng 5 khu sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao trong các cơ sở tôn giáo và nhà văn hóa dân tộc. Các di sản được quan tâm trùng tu, tôn tạo, bảo tồn và phát huy, góp phần làm phong phú đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào dân tộc thiểu số. Các cấp ngành địa phương quan tâm chăm lo, tạo điều kiện để đồng bào Khmer tổ chức các ngày lễ Tết của dân tộc trang trọng, tiết kiệm, vui tươi, an toàn, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.